Nơi đâu cho xin gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể anh em chưa đôi miền Tổ Quốc Ở hôm nay là ngày 12 tháng 10 em uh, tiếp tục uh, xả tiếp 18 chiếc đầu đĩa CD trong phân khúc uh, tầm giá xả là 800 000 đồng cho đến một 6 để cho các bác lựa uh, toàn bộ uh, những chiếc đầu này về thì bên em đã test kiểm tra rồi uh, hoạt động tốt không cán đĩa Đấy, và toàn bộ là hàng Nhật bãi về chưa qua sử dụng tại Việt Nam À, có sử dụng nguồn điện là 100V và có đầu sử dụng nguồn điện 120V hàng xuất Mỹ điện Đấy. và cách thức mua hàng của bên em là các bác liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi số điện thoại là 07 số 9 ở thành phố Hồ Chí Minh bác nào gần thì qua anh em chuẩn bị mua sản phẩm bác nào ở tỉnh xa liên à, hệ trực tiếp em có hotline hoặc kết bạn là Zalo em và bên em thì không ship hàng COD Đấy. Một là các bác chuyển đủ tiền Thì bên em 3 ship Hai là các bác đặt cọc à, Thì bên em mới ship bằng đi Còn à, bên em thì không ship hàng COD nhé à, Số tạng là hai chín 9 Để tiết đều của video Đấy. Bác nào gần thì cứ qua nhà em Để chọn lựa mua sản phẩm nhé Đấy. Và trong quá trình nhận hàng Các bác cứ test kiểm tra Nếu sản phẩm bên em gửi đi Mà nó có sự cố thì các bác giữ nguyên tem niêm phong đóng gói cẩn thận gửi lại bên em bên em kiểm tra đúng lỗi là tiền 100 phần trăm các bác hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy tùy của mình còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa nếu không may sản phẩm không bị lỗi mà các bác không có trợ sửa tiền phí thì các bác thanh toán cho bên em và bên em cũng chỉ hỗ trợ sửa chữa khách hàng, hàng mua hàng của bên em thôi còn sản phẩm không phải bên em bán ra thì bên em không hỗ trợ sửa chữa và mong các bác thông cảm nhé rồi em xin đi vào à, báo giá à, lần lượt sản phẩm từ bên trái À, qua bên phải để có chọn lựa và giá thì bên em đã báo đã bao gồm phí ship rồi cho là nào chuyển tiền có nào, nào đã cọc thì để chuyển tiền thì trước uh, đầu uh, đầu tiên là một chiếc đầu đến từ thương hiệu quán Panasonic model của nó SNPS 70 uh, chiếc đầu này à, bán khá là nhiều rồi dòng mắt từ đấu rất là tốt cửa đi ở giữa này ở uh, chất âm rất là mềm mại ngọt ngào các bác nghe nhạc vàng bôi rô rất là tuyệt vời luôn à, uh, con này nó đúng đủ, đủ dạng cao cấp đấy chứ không phải là dòng rẻ tiền đâu nhưng mà do cái hãng của Panasonic không được giá thôi thiết kế rất là đẹp chất lượng rất mềm mại thì trước đầu Panasonic này về mặt mỗi cơ bản là đẹp thì giá thì bên em bán với mức giá là 900 trăm đồng nhé chín trăm đồng tiếp tục cái trên này là trên đầu cũng được lông model của nó DCD một hai một năm con này về tình trạng đây nó có một cái vết sức này là màu đen nhìn không rõ bạn đấy vào đây có cái chảy đây con này cũng đề mới và đỡ nông Thí kế cái đi ở giữa con đọc dùng bắt đọc của soli Đó dễ thay thế, ở à. trên đầu uh, Đà nông, 2, 1, à, 215 này thì bên em bán giá là 850.000 đồng à. tiếp cái trên này là trên đầu kênh nút đen của nó là DP990D à, con này chất âm rất mộc mạc dày dặn chi tiết nhé con này cũng sai size ngang sai size 44 à. Mát đọc của Toshiba nó cũng bền bỉ mà không kênh đĩa thì giá của căn Kenwood này thì bên em bán với mức giá là có 850 000 đồng ở à, tiếp tục phía trên này là chiếc đầu đến thương hiệu Tech model của nó là PD470 và dùng mắt đọc của Sony là 150 giữa thay thế thôi Đấy, à, Tech thì bây giờ là một hãng quá là nổi tiếng rồi đúng không? Ạ? thì à, con đầu Tech uh, 470 này thì bên em bán giá là 850 000 đồng tiếp tục phía trên này là một đầu hãng Tech nữa model của nó là pd 3450 con này về trạng cái cạnh lên nó có cấn này Đấy. Con này à, dùng chip giải mã 1 bit tương đương chất âm là 20 bit này. Đấy. Ở đây thì có chảy nhẹ. Ở đây có chảy nhẹ. Đấy. Thì giá con này thì bên em bán với giá là cũng 850 000 đồng À chứ đó là 800 000 đồng tiếp tục đi trên này là chiếc đầu đến từ thương hiệu của Puler model còn nó là PDM50 con này có chức năng là chứa ổ đĩa là 6 đĩa Thế nhưng về tình trạng thì người ta bỏ 6 đĩa rồi đã dùng còn một đĩa thôi em về đây thì cái này vết keo nhé em chưa nói hết ở ngoài thì mắt đọc rất là tốt cho ấm rất dày nhạc à, filler thì xong nó rất là đều ba giải và dài. giá computer PDM 50 này bên em bán với mức giá là 850.000 đồng ở tiếp tục phía trên này nó đó chỉ đóng toa của đen của nó là CD 50 à, con này thì chức năng đọc đĩa CD và đọc đĩa MP3 Chúng rung rất là tốt toa là một hãng của Tech cái nhá con này dùng nguyên kiện của Tech này nó có mút à, nhanh chậm đấy, âm lượng nhanh chậm đấy. đây là, là, nhạc nhanh nhạc, nhạc chậm này. mặt tiền cơ bản là đẹp chất âm rất là hay nó có ba đường xuất ra đường uh, quang đường cột xoan và đường á lốc nhé để. có rượu toa này cho mọi người không để ý thôi chứ uh, mặt đọc thì mặt đọc xa đưa dễ thay thế sẽ đọc rất là hay á giá con toa này thì bên em bán với mức giá là cũng 850 000 đồng tiếp tục phía trên này là chiếc đầu của Yamaha Mô à, model của nó là CDX 100 con này mặt phay nhôm màu này là màu ghi xám màu quá hiển thị rất là đẹp hiện đại mắt đọc rồi mắt đọc của, của Soli cứ thế thế rồi con này về thì đắp nâng hơi ố ý, ố nhẹ một chút nhé ánh trên này có cấn này đấy bạn nào có nhu cầu mua thì gửi ảnh video test cho à, giá của con uh, cd uh, uh, 100 này Bên đang bán với giá là 800 trăm lên đầu chất âm của Yamaha rất là trung thực chi tiết từ cái trên là đây là con Soli model của nó là CDPXE 570 à, 570 thường nó khác còn 570 xe 570 nó khác Anh nghe là đồng đề mới nữa nhé ở ở giữa này con này nó có chức năng là hiển thị cả tên bài hát và tên năng khi mà có tên đấy bỏ phím chọn bài rồi nó chuyển nút chuyển bài rất là nhanh chất âm rất sạch sẽ đấy. À, con Sony uh, cp 570 này thì bên em bán với mức giá là 1 triệu đồng Rồi tiếp sang bên đây là, là chữ đầu đến từ thương hiệu của Yamaha à, model của nó là CDX 600 Để con này về thì tình trạng mũi khá là đẹp nó chỉ có một ố hơi nhẹ thôi này Đấy, vào đây ừ. mặt là phanh nhôm màu này màu ghi xám lông chuột này còn nắp lưng đã sơn lại rồi Đấy nhé chất lượng này rất là hay rất là hay đấy ạ ở giá của con CDX 600 này thì bên em bán với mức giá là 1,2 triệu đồng 1,2 triệu đồng tiếp tục phía dưới đến từ thương hiệu của Yamaha model của nó là CX 520 dòng này ít có bởi vì dòng này xuất cho thị trường Mỹ đấy nhá đấy, thị Mỹ à, chất âm của nó rất là mộc mạc và chi tiết đồng hồ quá hiển thị màu đỏ rất là đẹp luôn Còn này dùng nguồn điện 120V 120V dòng xuất Mỹ mà đấy, tiếng khá là hay à, và giá con uh, Yamaha CDX 520 này thì bên em bán với mức giá là 900 000 đồng em mà đầu tiếp tục phía dưới này là chiếc đầu đến từ hiệu Victor Đấy, đen của nó là à, Z 511 chiếc rất là hay thì về tình trạng đây có mời sữa một chút này tiếng bằng Victor rất là hay đặc biệt như con này Đấy, nó được sánh với những chiếc đầu Sony 2728 đấy. mà giá thì giá rẻ rất là nhiều và giá xả thì hôm nay thì em bán với mức giá mà chỉ có một chủ tư thôi nhé 1,4 triệu ở tiếp tục phía dưới này là chúng đầu gắn ADC ADC là thương hiệu của Mỹ được sản xuất tại à, Nhật mô đen của nó là cd 250 Mỹ giờ hôm nay đồng quán hiển thị số này, thiết kế rất là, là tây âu nó đẹp à, giá của con ADC này thì bên em bán với mức giá là 1 triệu 6 thôi nhé 1 triệu 6 Đấy. Tiếp tục phía dưới này là chiếc đầu Peeler Mỗi đen của nó là PD515 à, Con này à, cũng khá là đẹp Mắt đọc 3 trên tia Bền bỉ của công nguyên đĩa Cũng có đầy đủ 3 đường xuất ra Đường quang, đường cột xoan cũng như đường alok nhé Mặt mũi cơ bản đẹp thì Chiếc đầu Peeler PD515 này Thì bên em bán mức giá là 1 triệu nhé 1 triệu à, uh, tiếp tục phía dưới này là chiếc đầu của hãng uh, Technic model của nó là SNP550 à, con này thì sử dụng uh, có một đèn tiêu vẩy là đem của 770 à, mạch cơ đất A nên là tiếng rất là sạch sẽ và chi tiết chứ đâm cho ra là 18 bit mặt phay nhôm à, sử dụng màu mất từ à. con này dùng uh, chiếc giảm mã APM56 thì giá con Technic nick uh, SNP550 này thì bên em bán với mức giá là 1 triệu 2 1 triệu 2 Đấy, 1 triệu 2 Tiếp tục bên dưới này là chiếc đầu nuốt đến thương hiệu của à, Mô đen của nó là DP7010 Con này cũng bắt đọc à, của Sony Đấy. Dùng hai con chiếc mã PCM58 Cho ra là 18 bit Thì sẽ chi tiết à. cho đâm của nó rất dễ dài đấy ạ. À? à. thì chiếc đầu nuốt DP7010 này có size là size 44 cái mặt phay nhôm thì giá thì mình bán ra 1 triệu 2 1 triệu 2 ở tiếp tục phía dưới này là chiếc đầu của Sony model của nó là CDP CE 535 535 con này thì à, nó có khai đĩa lớn chứa 5 đĩa CD hát liên tục nhé hát liên tục đấy mỗi cơ bản là đẹp thì uh, chiếc đầu uh, đây có cạnh có cấn này à, chiếc đầu Soli CE 535 này thì bên em bán với mức giá là một triệu rưỡi nhé 1,5 triệu tiếp tục phía dưới này đến từ thương hiệu của đàn lông model của nó DCD1130 con này về đây có cấn nhẹ một chút em chấm sơn rồi Đấy, và phía trên này bên mép bên đây cũng thế Đấy. con này mặt phay nhôm sai dày sai của nó chắc là tầm bộ độ 12,5 này đấy cao ấy bắt đầu từ mắt đọc của Sony về phần cửa đĩa đây có vết xước này đấy đắp lưng cũng có sơn lại rồi mặt mũi thì muốn biết sức cái thôi cơ bản là đẹp nhé bắt ừ. đọc của Sony dễ đây thế chứ lập ra là 20 bit thì trước đầu đoàn đông 1130 này bên em bán với giá là 1 triệu 2 1 triệu 2 các bạn nào mà có nhu cầu à, ủng hộ shop thì hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 23 29. em ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh à. em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau thì các bác à, đặt mua mua đen nào thì nhớ mua đen đó Đấy, và cái nghe ngày thì cái lô này nó luôn 18 chữ đầu Đấy, các bác đọc thế thì em mới biết được chứ giờ em bán nhiều hàng thế ra là không thể nhớ hết được lô nào đâu nào đâu và cái mua đen nào thì, thì các bác phải nói, nếu rõ mua đen mình định mua rồi em uh, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau